kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Biến động đa chiều. Và sau đây là những tin vắn đáng chú ý diễn ra trong ngày 15 tháng 11. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Đại sứ Antonov, Moscow phản đối việc Mỹ săn lùng người Nga ở các nước trên thế giới. Theo Sputnik, Hoa Kỳ không ngừng săn lùng người Nga ở các nước thứ ba. Hành động như vậy là không thể chấp nhận được đối với Nga, Đại sứ Nga Anatoly Antonov nói với các phóng viên. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ săn lùng người Nga ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng hôm nay tôi phải thừa nhận rằng người Mỹ không dừng lại mà vẫn tiếp tục hoạt động như vậy, ông Antonov nói. Antonov đã phát biểu trước báo giới sau khi ông đến thăm công dân Nga Roman Selenev, người đang thụ án tại nhà tù liên bang của Mỹ ở Bonner, Bắc Carolina. Phát biểu về việc Selenev bị giam giữ, Antonov nhận xét rằng những điều kiện mà tù nhân phải chịu là không thể chấp nhận được. Antonov lưu ý thêm rằng ông dự định sẽ tiếp tục đến thăm những người đồng hương đang bị giam giữ trong các nhà tù của Hoa Kỳ. Vụ đánh bom ở Istanbul gây căng thẳng cho Liên minh Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Hai, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Alham Albasr, một công dân Syria, với cáo buộc đã đặt bom khiến 6 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. Các nhà chức trách đổ lỗi đây là một vụ tấn công khủng bố do Đảng Công nhân người Kurd, PKK, một nhóm ly khai tham gia vào cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ với Ankara. Điều đáng chú ý là việc này làm dấy lên lo ngại gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ viện trợ khủng bố và gửi hàng tấn vũ khí cho các đơn vị phòng vệ nhân dân IPG, một nhánh của PKK ở Syria. Điều này đã hỗ trợ cho PKK thực hiện vụ đánh bom này. Ankara luôn bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ trang bị vũ khí cho IPG sẽ dẫn đến những vũ khí này được sử dụng để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực chất, điều này đã xảy ra. Nhà Trắng cho biết Washington lên án mạnh mẽ hành động bạo lực xảy ra ở Istanbul và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã mất người thân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu đã từ chối nhận lời chia buồn này. Hà Lan phân bổ 25,7 triệu đô la để hỗ trợ Ukraine. Hà Lan sẽ phân bổ 25 triệu euro, tương đương với 25,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ quân đội Ukraine. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết hôm thứ Hai, tổng cộng chúng tôi đã đóng góp 25 triệu euro để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine với khẩu phần thực phẩm chiến đấu, bộ sơ cứu, xe cứu thương, xe chở nhiên liệu và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái. Hoekstra phát biểu trong cuộc họp chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Hague. Ông Hoekstra cho biết nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng các biện pháp trừng phạt, viện trợ nhân đạo và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, Hà Lan sẽ đóng góp thêm 20 triệu euro cho quỹ ủy thác của NATO dành cho Ukraine. Mỹ chỉnh sửa máy bay không người lái để chuyển giao cho Ukraine. Mỹ đang nghiên cứu cách chỉnh sửa máy bay không người lái Grey Eagle của mình để có thể chuyển giao chúng cho Ukraine, truyền hình CNN đưa tin. Một quan chức không muốn nêu tên trong Quốc hội nói với kênh truyền hình rằng có thể thực hiện một số chỉnh sửa kỹ thuật cụ thể, nhưng công việc đó cần có thời gian và tốn nhiều công sức. Quân đội đang xem xét việc cải tiến này. Nếu không chỉnh sửa, loại UAV này có thể bay liên tục tới 30 giờ, tầm bay hơn 8.000 km, mang theo tên lửa Hellfire, do đó khó có thể đưa vào danh sách cung cấp cho Ukraine. Cáo buộc đàm phán vẫn đang tiếp tục, Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho việc này. Hoa Kỳ muốn cung cấp vũ khí cho Đài Loan trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Với sự ủng hộ của Nhà Trắng, Quốc hội Hoa Kỳ đang hoạch định cơ sở pháp lý để cung cấp thường niên cho Đài Loan số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, The Washington Post dẫn các nguồn riêng công bố hôm Chủ nhật. Trong lần đầu thông qua chương trình tài trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho nước ngoài, sáng kiến cung cấp vũ khí cho Đài Loan đã được các đại diện lưỡng đảng ủng hộ. Theo các quan chức quốc tế, kế hoạch được phát triển với sự tham gia của Nhà Trắng sẽ tạo điều kiện cung cấp cho Đài Loan mỗi năm 1 tỷ đô la Mỹ đạn dược lấy từ các kho của Hoa Kỳ trong khuôn khổ cơ chế đặc quyền của Tổng thống và vũ khí trị giá lên đến 2 tỷ đô la Mỹ hàng năm trong vòng 5 năm từ ngân sách quốc gia Hoa Kỳ.